thần tiên, đây mộng mơ chưa từng ai biết, chỉ dành riêng cho tuổi thơ của chúng mình. Vui lên bạn ơi, hãy cùng tôi ta cùng khám phá qua thảo nguyên, qua biển xanh và cả núi đá, tay cùng mây lên trời cao và cùng nhau hát ca. Nhìn thế giới long lanh màu xanh, trong veo như tình vạn hoa, màu của lá năm gió và tuyết và một trái bao la. Chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng mình vừa được thưởng thức bài hát thật dễ thương, Khám phá thế giới tuyệt vời của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, qua phần thể hiện của các bạn diễn viên nhí, là học viên các bộ môn nhạc thuộc Trung tâm Hiếu nhạc thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Đây thực sự là tiếng reo vui, là tình yêu và là niềm thích thú vô bờ của tuổi thơ trước khoảng trời cao rộng và đa sắc màu của thế giới hôm nay. Các bạn ạ, như chương trình đã giới thiệu trong nhiều lần trước đây, là một trong những đơn vị tư nhân hoạt động trên lĩnh vực đào tạo âm nhạc nói chung dành cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và các vùng lân cận. Trung tâm âm nhạc chất lượng cao Hiếu nhạc với một đội ngũ giảng viên có uy tín, có tay nghề và tận tâm với công việc đã tạo được chỗ đứng trong lòng phụ huynh và học sinh tại địa phương. Có thể nói, trung tâm đã thu hút ngày càng đông học viên theo học các bộ môn như thanh nhạc, đàn guitar, organ, piano, múa, trống giác, v.v. cũng như luyện thi vào các trường âm nhạc và đã mang lại nhiều kết quả đáng mừng. Những tiết mục mà chúng mình được thưởng thức trong chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay phần nào minh chứng cho kết quả đào tạo của trung tâm thời gian vừa qua. Đồng thời, qua đây, cho thiếu nhi chúng mình được thấy được những khả năng đa dạng của thế giới bé thơ trên lĩnh vực âm nhạc. Mời các bạn cùng tiếp tục thưởng thức nhé! Thank you.
Thầy cô là gió mát,
bạn thân mến, chương trình Giai điệu tuổi thơ giới thiệu một số tiết mục ca nhạc, múa và độc tấu piano của các bạn học viên đến từ Trung tâm Âm nhạc chất lượng cao Hiếu nhạc thành phố Tam Kỳ xin được khép lại tại đây. Thanh Hiền xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này kỳ sau.